chiều ngày 28 tháng 11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023. Năm 2023, quyền Thoại Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, để công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2024 đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm đề nghị lực lượng vũ trang quyền tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, quán triệt, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang về chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân quyền Thoại Sơn, Ban Chỉ huy quân sự quyền tuyên dương khen thưởng.